Chuỗi ngày khá mát mẻ và dễ chịu mấy ngày qua sẽ chấm dứt từ ngày mai khi nắng nóng đã quay trở lại với cường độ gay gắt. Khu vực miền Trung lại đón tuần mới với mức nhiệt gần 40 độ C, cộng thêm hiệu ứng phơn khô nóng nên là cảm giác sẽ rất khó chịu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ở phía Bắc, nhờ những cơn mưa từ chiều tối nên sáng sớm trời còn khá mát mẻ. Nhưng đến 11 giờ trưa nay, nắng nóng đã trở lại, nền nhiệt tăng lên rất nhanh, phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Thời gian nóng nhất trong ngày từ 11 giờ đến 17 giờ chiều, nên người dân cần hạn chế ra đường trong khoảng thời gian này. Nhất là khi tiết trời sắp chuyển sang hạ chí, mặt trời chiếu sáng ngày càng mạnh, các tia cực tím chiếu xuống nhiều hơn khiến ai ra đường cũng sẽ có cảm giác bỏng rát. Những cơn mưa dông nhiệt về chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện trong những ngày tới, nhưng xác suất là không cao. Trong khi đó, ở các tỉnh Trung Bộ còn có mức nhiệt cao hơn, gần 40 độ C. Nóng nhất vẫn là các điểm Tương Dương, Nghệ An, Hương Khê, Hà Tĩnh, Đông Hà, Quảng Trị. Cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng mới sẽ duy trì trong khoảng một tuần, nên người dân cần chuẩn bị tốt các phương pháp để đối phó. Còn từ nay đến hết hè thì vẫn còn khoảng 6 đợt nắng nóng nữa.